Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng cặp trong phim mới, tại sao lại bị fan phản đối kịch liệt? Sau khi Trường Ca Hành kết thúc, mạng xã hội lại râm ran tin đồn Ngô Lỗi sắp đóng chung trong phim mới mang tên Tinh Hà Sáng Lạng. Biên kịch của Tinh Hà Sáng Lạng cũng chính là người từng làm nên bộ phim Minh Lan Truyện Đình Đám do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính. Thông tin này khiến nhiều khán giả choáng váng vì cặp đôi A Chuẩn, Ngô Lỗi, Trường Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba rất được yêu thích trong Trường Ca Hành. Triệu Lộ Tư cũng góp mặt trong phim này. Cặp đôi phụ của cô và Lưu Vũ Ninh thu hút lượng fan đông đảo. Vậy mà phim vừa chiếu tập cuối chưa được mấy ngày, nam chính đã tan đàn xẻ nghé với nữ chính để thành đôi với nữ phụ. Trong bộ phim Trường Ca Hành, mặc dù Ngô Lỗi là nam chính, Triệu Lộ Tư là nữ thứ và mối quan hệ giữa cả hai trong phim cũng chẳng là một cặp. Thế nhưng khi họ đứng gần nhau lại tạo ra cảm giác couple đáng yêu đến lạ thường. Một người là hoàng tử bé xinh xắn, khôi ngô, người kia là công chúa nhỏ ngọt ngào, ngoan ngoãn và quyến rũ. Dù chênh lệch về chiều cao, nhưng cả hai trông rất đẹp đôi khi ở trong cùng một khung hình. Thậm chí, lúc Trường Ca Hành lên sóng, có rất nhiều fan couple đẩy thuyền Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư và mong rằng có tác phẩm nào đó cho cả hai nên duyên thành một cặp. Tinh Hà Sáng Lạng là dự án mới do Tencent đầu tư, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hà Sáng Lạng May Mắn Quá Thay của Quan Tâm Tác Loạn, tác giả Minh Lan Truyện. Dự án này đã chọn Triệu Lộ Tư cho vai nữ chính, đang liên hệ casting Ngô Lỗi cho vai nam chính. Hai diễn viên có ngoại hình và tuổi tác tương đương nhưng đang không nhận được nhiều sự ủng hộ do khán giả chưa kịp thoát vai sau Trường Ca Hành. Nhiều fan hy vọng đây chỉ là tin đồn. Nữ chính của Tinh Hà Sáng Lạng là Du Thải Linh, một cô gái có bố mẹ ly hôn từ nhỏ, lớn lên cùng bà ngoại. Sau này bà ngoại qua đời, Du Thải Linh sống một mình. Chính vì vậy cô có tính cách mạnh mẽ, tự lập, không chấp nhận thua thiệt bất cứ ai. Bất ngờ linh hồn Du Thải Linh bị kéo về quá khứ, nhập vào thân xác Trình Thiếu Thương, con gái út trong gia đình tướng quân giàu có. Cả bố mẹ và ba anh trai đều ra trận đánh giặc. Triệu Lộ Tư đang rất được Tencent nâng đỡ. Cô đang quay Thả Thí Thiên Hạ, dự án cổ trang trọng điểm năm 2021 cùng Dương Dương, được Tencent quảng bá mạnh mẽ. Vai Du Thải Linh trong Tinh Hà Sáng Lạng được đánh giá phù hợp với hình tượng của Triệu Lộ Tư, đều là những cô gái trẻ tinh quái, không tuân theo phép tắc thông thường. Các fan của Địch Lệ Nhiệt Ba khi nhận thông tin này đã tỏ ra vô cùng giận dữ. Nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư không xứng đóng cặp với Ngô Lỗi bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí có khán giả còn quá khích chỉ trích Triệu Lộ Tư dùng tiền mua vai diễn và hot search Weibo. Trong quá trình Trường Ca Hành phát sóng, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và fan của Triệu Lộ Tư thường xuyên choảng nhau. Lý do là vì tuyến vai Lý Lạc Yên do Triệu Lộ Tư thể hiện được khen xinh đẹp, đáng yêu và hút người qua đường hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ là trà xanh giỏi dùng tiền mua hot search Weibo. Về năng lực lẫn sức ảnh hưởng đều không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. Fan Triệu Lộ Tư tức giận mắng ngược lại rằng tuy Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính nhưng diễn quá tệ nên chẳng ai thèm quan tâm. Nếu như không có Triệu Lộ Tư làm tốt vai trò nữ phụ thì thành tích của Trường Ca Hành còn thấp lè tè hơn nữa.